anh tân binh này tới quân doanh đưa tin, thấy lính cũ đang tụ tập ồn ào. Holbrook đang nghĩ xem bọn này đang làm cái gì thế nhỉ? Anh tìm một cô gái hỏi thăm. Bà Beller nói cậu đến không đúng lúc rồi, vòng cược đầu tiên đã kết thúc rồi. Holbrook mặt đầy ngơ ngác, liền chui vào đám đông hóng hớt một chút. Thì ra là một anh béo đang chơi kéo co. Anh lại hóng sang phía khác. U là trời, đối thủ của anh béo lại là một con ngựa. Anh béo dùng hết sức bình sinh kéo về phía sau, đổi lại là một cái cười điểu của ngựa ca. Nghĩ thầm mày thắng được tao mới lạ, ahihi. Không ngoài dự đoán thì kết quả là anh béo đã thua. Trung sĩ Bill co mặt mày nhăn nhó đếm tiền trả cho người thắng. Sau đó người thắng còn đắc ý tặng cho anh ấy vài câu chế giễu. Nghe xong Bill co rất cay, nói muốn cược thêm ván nữa, hơn nữa còn gấp đôi tiền cược. Thằng đệ bên cạnh cản cũng không cản được. Đối phương thấy anh ấy lại muốn mất tiền, vậy thì tới bến luôn đi. Anh béo thấy đại ca tin tưởng mình như vậy, nhổ ra hai ngụm nước miếng, thể hiện lần này phải thắng con ngựa này. Ngựa ca cũng rất bình tĩnh nhặt dây thừng lên. Kết quả sau một hồi kéo qua kéo lại, thế là ngựa ca vô ý tiến lên mất một bước. Nói ra thì anh béo mạnh như vậy à? Không bé ơi, thật ra là ngựa và Bill co là một hội, chuyên dùng mưu hèn kế bẩn để lừa mấy thằng ngốc như này. Đúng là người tính không bằng trời tính. Nhắc đến Bill co thì không phải là kẻ tầm thường. Bên ngoài thì thể hiện chỉ là thằng sửa chữa ô tô, bên trong lại một con nghiện cờ bạc. Anh ấy đem quân doanh biến thành một cái sòng bạc. Dù là có quay hay xúc xắc, đua ngựa hay xổ số, ở đây cái gì cũng có. Vậy anh ấy làm thế nào để tránh được kiểm tra của cấp trên nhỉ? Bởi vì lúc nào cũng có người canh gác, chỉ cần cấp trên đến, canh gác sẽ phát bài nhạc ám hiệu. Bên này nghe thấy sẽ đem tất cả dụng cụ cờ bạc giấu đi. Nhìn một loạt thao tác điêu luyện này thì biết nhất định là đã làm không ít lần. Đợi cấp trên đến hiện trường thì mọi người đã dọn dẹp xong xuôi rồi. Bill co giả vờ thấy lãnh đạo đến, nhanh chóng thực hiện kiểu chào của quân đội. Phía sau anh béo cũng nhiệt tình lấy ra một cái búa. Cấp trên nhìn thấy thì cũng vô cùng vừa ý. Nhưng mà sao trong xe của các cậu lại có cái mùi gì lạ lạ nhỉ? Lúc này ngựa ca ở trên cũng phối hợp chào hỏi một cái, làm cho cấp trên hết hồn con chồn. Các cậu treo ngựa lên làm cái trò gì thế? Bill co đang nghĩ nó đang làm cái quái gì thế. Bỗng nhiên có một chị gái trắng trẻo tới báo cáo, nói bộ quốc phòng gọi điện tới, ngày mai sẽ có một lãnh đạo đến để kiểm tra tiến triển của xe tăng. Cấp trên nghe thấy thế liền cuống quýt lên xe rời đi. Bill co cứ như thế đã thoát được một cuộc kiểm tra. Lúc đang ăn cơm trưa, Big Law cứ cảm thấy có gì đó sai sai. Không phải là bài bạc cũng không phải là cược ngựa. Thôi xong rồi, hôm nay mình lấy vợ mà. Holbrook vội vàng lái xe đến nhà thờ. Phù dâu phù rể cũng lúng cuống thay quần áo. Trên đường còn không may giật lấy cái giá đỡ đi bộ của một bà cụ. Đợi đến nơi thì khách khứa đã về hết rồi, chỉ còn lại mỗi cô dâu. Bill co nhanh chóng chạy lên ăn một cái tát. Động tác quen thuộc này, xem ra bình thường đã làm không ít nha. Bill co nói trên đường anh đỡ một bà cụ qua đường thì bị va chạm, em tin không? Monday nói tôi tin anh mới lạ. Chúng ta kết hôn lần thứ 98 rồi vẫn chưa được. Lý do đỡ bà cụ qua đường anh cũng đã dùng 12 lần rồi. Bill co thấy cách bốc phét không ổn, vậy đành phải giở tuyệt chiêu rồi. Chỉ thấy anh ấy lấy ra một bộ bài, sau đó ngồi lên ghế rồi bắt đầu chia bài. Monday không chống lại được sự cám dỗ, liền ngồi xuống chơi. Cuối cùng Bill có lấy kinh nghiệm của 38 ván thua đã hóa giải được nguy cơ. Nói gì đi nữa thì cũng xong rồi. Nói ra thì Bill có cũng không phải lần đầu dựa vào cờ bạc mà đảo ngược tình thế. Năm đó khi anh ấy vẫn còn là một hạ sĩ, đã lập ra sòng bạc trong quân đội. Nhưng tên đối thủ đáng chết Mickey đã nhằm vào anh ấy. Cứ rảnh rỗi không có chuyện gì làm là lại đi kiểm tra. Cuối cùng bị ép đành phải đóng cửa. Nhưng có một lần chính phủ tổ chức một trận đấu. Tình huống như này, Mickey chắc chắn sẽ không thể ngăn cản mọi người đặt cược. Thế là Bill có lén lút mua chuộc một võ sĩ quyền Anh, định kiếm một món hời lớn. Anh ấy sai thằng đệ đưa tiền cho tuyển thủ. Kết quả thằng đệ nhầm lẫn, đưa tiền cho đối thủ của võ sĩ. Đối phương thấy còn có chuyện tốt vậy à, vậy nhất định phải làm rồi. Mà người lúc trước đã bàn bạc, còn cho rằng đánh xong mới trả tiền. Thế là sau ba hiệp, cả hai bên cũng không có ai ra tay. Từ đầu đến cuối chỉ chơi trò chạy lòng vòng, làm cho đám người hóng drama bên dưới cũng chán không muốn xem nữa. Tuyển thủ nhận tiền đành đấm nhẹ một cái, kết quả là cả hai cùng ngã xuống. Như này thì tất cả mọi người đều biết là đánh giả rồi còn gì. Mickey tức đến run người, chạy vào phòng cào tuyển thủ lật tung đồ đạc. Kết quả là hắn ta vậy mà lại tìm thấy bằng chứng. Còn chưa kịp đi tra hỏi thì đã có vài người chạy vào quay phim rồi. Mickey cứ như vậy bị oan mà không hiểu cái gì đang xảy ra. Có điều chứng cứ không đủ nên không thể đưa lên tòa án. Thế là anh ta bị phạt lên đảo băng ngắm tuyết. Cũng không biết là Mickey có người đứng sau hay không, mà mới ngắm tuyết có vài năm đã quay về rồi, còn được thăng chức lên thiếu tá nữa. Hơn nữa lần này tới kiểm tra bắn xe tăng còn là hắn ta. Nhưng mà người như Bill có thể tồn tại được ở trong quân đội thì có thể nghiên cứu ra cái gì tốt chứ. Cho nên nếu không có gì bất ngờ thì chính là bất ngờ rồi. Xe tăng vừa mới khởi động thì đã giống như bắt đầu tan rã rồi. Đèn rụng thì thôi đi, đến tua bin còn hỏng hẳn một cái, trực tiếp phun khói thẳng vào mặt lãnh đạo. Nhưng bất luận là nói thế nào đi nữa thì xe tăng vẫn có thể chạy được. Nhưng công dụng chủ yếu vẫn là căn chuẩn mục tiêu. Kết quả là có bắn trúng mục tiêu hay không thì tôi không biết. Nhưng xe tăng bởi vì lùi lại quá nhanh, bay về phía sau mấy chục mét, trực tiếp đâm vào chỗ ngồi dành cho người xem. Còn suýt nữa thì tiễn một em gái đi.
Mickey này chắc chắn là rất tức giận rồi. Cấp trên bỏ 100 triệu đô để nghiên cứu ra cái đồ chơi vớ vẩn này ạ. Chú yên tâm, anh quay về nhất định sẽ có gì nói đấy. Để cấp trên dẹp hẳn chỗ này luôn. Người phụ trách vội vàng xin xỏ. Nói chỗ này chúng tôi không chỉ nghiên cứu xe tăng, còn nghiên cứu một vài món ăn, còn có nhóm hát của Bilko. Đều đã giành được không ít giải thưởng đó. Mickey thì vui rồi. Cho mấy chú vài trăm triệu để nghiên cứu mấy cái vớ vẩn à? Kết quả vừa lên máy bay đã thấy có gì đó sai sai. Cậu nói thằng Bilko ở đây hả? Đúng rồi, cái thằng Bilko yêu cờ bạc đó hả? Tôi nghĩ là nó đó. Mickey nghe thấy Bilko ở đây thì có thể đi như vậy sao? Mà bên này Bilko vẫn không biết rắc rối đang đến gần, còn thong thả chơi gôn. Kết quả một tiếng Bilko dọa anh ấy vứt luôn cây gậy trong tay. Cái âm thanh này sao mà quen thế nhỉ? Quay đầu thì thấy thật sự là Mickey, u là trời. Chào nhau một cái xong, Mickey lập tức nhắc lại chuyện cũ. Thế này thì Bilko còn có thể nói gì nữa? Anh nghĩ thầm chuyện đấy có thể trách tao à? Đó chỉ là mèo mù vớ cá rán thôi mà. Nhưng Mickey đã hạ quyết tâm phải xử lý Bilko. Bilko chỉ đành tiếp chiêu. Anh vội vàng dặn dò đàn em hủy bỏ tất cả hoạt động. Nhưng Mickey ăn cơm chưa xong muốn bắt đầu kiểm tra. Nhận thấy không ổn, anh đành dùng kế mèo cầy đuổi hoàng tử thôi. Bọn họ thay đổi biển chỉ dẫn. Cứ như thế doanh trại đối diện đã biến thành phòng tập luyện. Kết quả Mickey không chơi theo lối cũ, mà đi lên đã muốn kiểm tra ký túc xá. Nhưng đây là ký túc xá nữ mà. Mickey cầm lên đồ nội y và giày cao gót hỏi đây là cái gì thế? Đó là, tôi nói đó là một chút sở thích nhỏ của tôi, anh tin không? Tôi nghĩ đây là, có thể hiểu được. Đến một phòng khác thì thấy chăn gấp không cẩn thận. Bilko liền lấy anh béo ra làm bia đỡ đạn, bắt anh ấy hít đất 20 cái. Kết quả anh béo khỏe hơn một con ngựa. Vậy mà một cái hít đất cũng không làm được. Bilko cảm thấy cực kỳ mất mặt. Mickey nhìn một cái, thế này thì phải phạt rồi. Nói sáng sớm ngày mai phải tới kiểm tra đột xuất mới được. Kết quả sáng hôm sau vừa mới tập hợp xong, có một tên gà mờ không biết gì bóp có súng. Có điều đây không tính là gì cả. Tiếp theo đến là tập luyện mới khiến người ta mở mang tầm mắt. Nhảy ngựa không qua thì chạy đường vòng, lật tường thì đổi thành đâm tường. Còn phải nói, thế này tiện hơn không ít nha. Nhảy vũng bùn cũng giống như há cảo vậy. Vậy mà không có ai nhảy qua. Bên này Bilko còn cảm động nói không cần đâu. Nói tôi cảm thấy tự hào vì bọn họ. Mickey nói nếu anh đã tự hào, vậy thì cũng xuống làm hai vòng đi. Đợi đến khi tập luyện xong, trừ Holbrook ra thì tất cả mệt như cún luôn rồi. Thế này vẫn chưa xong, Mickey còn đưa tới hai chuyên gia kiểm toán, muốn kiểm tra sổ sách của Bilko. Sau đó là một bên chuyên gia kiểm tra, một bên là Bilko đổi trắng thay đen. Đến cách biến từ không thành có cũng dùng luôn rồi. Hai chuyên gia ngớ ngẩn điều tra mấy ngày, thế mà một chút cũng không tra được gì. Nhưng lại cảm thấy có gì đó sai sai. Buổi tối Bilko đến quán bar ăn mừng, vừa hay nghe được đám người nghiên cứu xe tăng nói muốn đánh bài. Bilko lập tức bốc phét là mình không biết chơi, muốn học hỏi bọn họ. Mấy người này thấy tự nhiên có thằng cho tiền vậy thì nhất định phải chơi rồi. Bilko cho chúng biết thế nào mới là diễn, vừa chơi vừa ghi cách chơi. Mấy thằng ngốc này còn ngồi giải thích cho anh ấy một hồi nữa. Kết quả sau vài ván, mấy người này đã thua sạch hết chip, còn viết giấy nợ cho Bilko. Bên này Mickey cũng không ngủ được, thấy một kế không thành chi bằng dùng nhiều kế. Hôm nay anh béo khóc lóc thảm thiết đến tìm Bilko kể khổ, nói hôm nay tôi lại tăng 3 cân rồi. Bilko nói với cái thân hình 3 vòng như một này, thì tăng 3 cân hay giảm 3 cân thì có khác à? Không phải đâu đại ca, Mickey nói hắn muốn đến đây xem tôi hít đất, không làm nổi 10 cái, thì về nhà bế con đi. Vừa nói được chưa đầy 2 phút thì Mickey đã đến kiểm tra rồi. Thấy anh béo làm cũng ra gì và này nọ phết. Ây dô, mập dạo này tiến bộ không ít nha. Anh ấy đâu biết phía dưới có hai anh trai mệt như cún rồi. Bilko thấy cứ tiếp tục như này, sớm muốn gì cũng bị Mickey làm cho tàn phế thôi. Bèn chủ động xin tham gia diễn tập ở sa mạc. Kết quả lại đưa đàn em đi bay lắc, chơi hết tất cả trò chơi cờ bạc. Anh ấy đâu biết Mickey nhân lúc anh ấy không ở đó, cho chuyên gia kiểm toán đến phá giải máy tính. Sau đó bảo chuyên gia lén lút chuyển khoản tham ô công quỹ sang tài khoản của Bilko. Xong rồi thì lại bắt đầu điên cuồng theo đuổi Monday, định dùng Mỹ Nam kế trộm chút bí mật gì đó của Bilko. Mà Monday cũng muốn nhân cơ hội này chọc tức Bilko một phen. Hai người cứ thế diễn rất ăn ý. Một tên đàn em của Bilko không thể nhịn được nữa, liền gọi điện cho anh ấy, nói quân doanh tự nhiên có thêm một bãi cỏ, mọc ra rất nhiều cỏ non xanh mơn mởn. Thằng đó xanh lét rồi. Ám thị rõ ràng như này chẳng nhẽ Bilko lại không hiểu sao. Sáng hôm sau vội vàng lái xe tăng về quân doanh luôn. Anh ấy đâu ngờ rằng thật ra là do Monday sai thằng đệ gọi điện, cố ý trêu đùa anh ấy. Trên đường Bilko còn gọi điện cho Monday, nói Mickey là một thằng rất khốn nạn, vì nó muốn chọc tức anh nên mới bám theo em đó. Nhất định đừng để bị nó lừa nhé. Anh có ý gì thế? Nói sức quyến rũ của lão nương đây không đủ à? Đùng một cái thì dập máy luôn. Về đến nhà thì được biết hai người họ đang ăn cơm ở nhà hàng. Bilko vì không muốn thua, cũng được một cô em xinh tươi đến nhà hàng chọc tức Monday. Kết quả khi nhìn thấy mặt cô em kia làm tôi hết cả hồn. Nếu như tôi không nhìn nhầm thì cô em xinh tươi này đội tóc giả thì phải. Sau đó Bilko còn giả vờ là tình cờ, còn nói lời chào với hai người họ. Diễn này cũng quá giả chân đi. Tôi thấy đều là dùng chân vẽ ra ba phòng một khách luôn. Monday cũng không cho Bilko chút mặt mũi nào, đi lên vạch trần anh ấy. Cuộc gọi đó là do tôi bảo thằng đệ của anh gọi đó.
anh giả vờ cái gì thế đồ ngốc. Bên này Mickey thấy kế hoạch B đã thất bại, vậy chỉ đành sử dụng kế hoạch A thôi. Ngày hôm sau, Bill Co đột nhiên nhận được một tờ điều lệnh, nói anh ấy tham ô nên dẫn đến đội nghiên cứu xe tăng không thành công, muốn đưa anh ấy ra đảo băng ngắm tuyết. Bill Co vội vàng bắt đàn em nghĩ cách, đến Nima không có cờ bạc thì sống sao đây. Lúc này Holbrook nói anh ấy có một diệu kế, nếu như xe tăng thực nghiệm thành công, vậy thì không phải là chứng minh Bill Co không tham ô công quỹ rồi sao? Ý là gì, nói rõ chút xem nào. Thì chính là khiến cấp trên cho rằng nghiên cứu xe tăng đã hoàn thành là được rồi. Là một tay cờ bạc lão luyện, Bill Co trong nháy mắt đã hiểu ra, chính là làm giả đó. Đúng, thật sự là gần mực thì đen mà. Holbrook, con cừu non cậu mới nhập ngũ chưa được bao lâu mà đã bị nhiễm thành như này rồi. Bill Co quay đầu liền tìm đến cấp trên của mình. Lãnh đạo Tennyson ký cho anh ấy thử nghiệm thành công xe tăng thì không cần đến đảo băng ngắm tuyết rồi. Sau đó anh ấy tìm đến kỹ sư nghiên cứu, muốn mượn xe tăng cho Holbrook nghiên cứu một chút. Kỹ sư này chắc chắn là từ chối rồi, đây là trang bị hơn 100 triệu mà. Đến khi Bill Co lấy giấy nợ cờ bạc ra lau mồ hôi, hôm nay hơi nóng nhỉ. Gì vậy, cẩn thận chút, đừng làm hỏng chứ. Bill Co cũng đâu ra đó, xé ngay giấy nợ tại chỗ. Sau đó anh ấy phái hai tên đàn em cố ý bốc phét trước mặt Mickey, nói đã điều khiển được xe tăng chính là do một bảng mạch gì đó. Mickey nghe mấy lời đó liền nghiêm túc, càng hóng càng ngửa mặt về phía sau, cuối cùng đùng một cái ngã sập xuống đất. Đến buổi tối, Mickey thật sự đã lén lén lút lút đến trộm đi bảng mạch điện. Ngày hôm sau, lãnh đạo cấp trên đến căn cứ như đã hẹn, người xem đều ngồi chật kín luôn rồi. Bill Co cũng đích thân ra trận lái xe tăng trước ánh mắt của mọi người, chỉ huy hạ lệnh xuống. Các lãnh đạo nhao nhao lấy ra ống nhòm của mình, chỉ có kỹ sư là nhắm chặt mắt không dám xem. Xem ra hết hôm nay là phải về nhà bế con thật rồi. Chỉ thấy Bill Co ấn mở công tắc, cùng với một ngọn lửa nhỏ phun ra, mục tiêu phía xa nháy mắt đã nổ lanh tanh bành, khiến kỹ sư cả người hoang mang. Thành công chưa thế, các lãnh đạo đùa nhau vỗ tay, chỉ có mỗi Mickey là há hốc mồm kinh ngạc. Bọn họ đâu có biết phía sau ngọn núi nhỏ có một đám người đang làm ăn gian dối, nổ bom cứ như thế mà được đám người này kiểm soát. Có thể chỉ chỗ nào nổ chỗ đó không? Có điều rất nhanh đã xảy ra sự cố, khi bắn mục tiêu thứ 3, kết quả lại nổ mục tiêu thứ 4. Thì ra là mấy người này ấn nhầm kíp nổ. Cũng may đám lãnh đạo này có mắt mà như mù vậy, đều làm như không thấy gì, còn thi nhau lên chúc mừng. Nhưng mà Mickey có mù đâu, vội vàng xông lên chặn đường của tướng quân, nói Bill Co rõ ràng đang làm giả, bắn số 3 nhưng lại nổ số 4 kia, ông không thấy à? Bill Co thậm chí nói điều không chớp mắt, nói nhà vật lý Albert Einstein đã nói không gian là gấp khúc, bắn phía tây nổ phía đông cũng không vô lý mà. Lãnh đạo của Bill Co cũng thêm dầu vào lửa, nói Mickey và Bill Co từ trước đã có ân oán, nhưng từ trước đến nay tôi không có một tội đồng nghiệp công khai. Cậu không khác gì chỉ tay thẳng mặt người ta mà nói rồi, còn nói không chỉ trích công khai. Không ngờ tướng quân cũng tin luôn rồi, còn muốn Mickey lấy ra bằng chứng chứng minh. Mickey cũng đã cay lên tận đỉnh đầu, lấy ra bảng mạch mà tối qua đã trộm, nói bảng ổn định điều khiển xe tăng đã bị tôi trộm rồi, hắn sao có thể điều khiển được, thằng đầu đất. Nói xong thì cảm thấy có gì đó sai sai, hình như là tự bán đứng bản thân rồi. Sau đó Mickey lại bị phạt ra đảo băng ngắm tuyết rơi, mà Bill Co bên này sau khi ăn mừng thì đưa đàn em đến trước nhà của Monday, cùng nhau hát bài tình ca độc thân cầu hôn Monday. Sau đó rất nhanh đã đến lần kết hôn thứ 99 của bọn họ. Có điều lần này đến lượt Bill Co phải đợi rồi, đợi đến khi khách khứa rời đi hết, Monday mới vội vàng đến lễ đường. Ây ra xin lỗi anh nhé Oppa, em quên mất hôm nay là ngày kết hôn của chúng ta. Vậy thì không cần nói gì nữa, chia bài đi. Có điều lần này Bill Co nói muốn cược một ván lớn, nếu như anh thắng thì chúng ta bắt buộc phải kết hôn hôm nay, nhưng mà khách mời đều về hết rồi còn đâu, chỉ cần hai chúng ta là đủ rồi. Vậy thì cược đi, ai sợ ai chứ. Bill Co lật bài lên thì thấy có 4 cây gì, vậy thì tôi thắng rồi còn gì. Monday nói anh chơi bẩn. Bill Co nói có phải em không thua nổi. Sau đó hít một tiếng sáo, khách mời từ trong phòng tràn ra. Bill Co cũng nhanh chóng đưa Monday đến trước mặt linh mục, còn không đợi linh mục đọc xong, Bill Co đã nhanh chóng đeo nhẫn, sau đó đeo cho Monday, miệng nói con đồng ý tất cả. Sau đó cùng Monday hôn nhau đắm đuối, kiểu như sợ cô ấy chạy mất vậy. Anh ấy đâu biết trên tay cô ấy còn 4 con át vẫn chưa đánh ra. Cho nên câu chuyện này nói với chúng ta rằng, trong bàn cược của tình yêu, có lúc thua rồi nhưng cũng là thắng.